www.luplus.vn đăng phóng sự ẩn họa đằng sau làn khói thuốc Lào Ả Rập đang bị thả nổi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Để có được thông tin khách quan nhất về vấn đề này, www.luplus.vn đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Ngọc Linh, trưởng công an phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội về vấn đề này. Trung tá Nguyễn Ngọc Linh nói: trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn phường Hàng Buồm thì cái hoạt động kinh doanh cái si sa thì nó đã nổi lên ở một số các cái cơ sở kinh doanh. Ví dụ như là kinh doanh cà phê giải khát, kinh doanh các cái loại hình giải khát có nhạc trên địa bàn phường. Thì cái hoạt động về cái hút si sa nó cũng khá phổ biến. Và cái đối tượng mà thường xuyên để sử dụng cái loại hút si sa này thì chủ yếu là giới trẻ, học sinh sinh viên và một số người nước ngoài. Vì địa bàn phường Buồm là cái địa bàn tập trung cái lượng khách du lịch từ các nơi đến đây rất là đông, cho nên hai cái đối tượng chính là thanh niên Việt Nam và thanh niên nước ngoài. Thế về công tác quản lý nhà nước đối với cả cái hút xì xa này thì trong thực tế thì cái chất mà để sử dụng hút xì xa thì nó không nằm trong cái diện danh mục là loại cấm, nó cũng không phải là ma túy. Do vậy là trong cái việc quản lý nhà nước để xử lý các cái trường hợp này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì qua những các cái phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền ấy thì cái hút xì xa này có thể gây cái ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, của những người sử dụng, từ những người hút cho những người ngồi bên cạnh cũng có khả năng là ảnh hưởng. Thì quá trình quản lý và xử lý thì chúng tôi cũng tập trung công tác tuyên truyền về cái tác dụng tác hại của cái hút xì xa và kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh hoạt động loại hình kinh doanh hút xì xa. Thì các cái nguyên vật liệu sử dụng hút thì hầu hết là được nhập từ nước ngoài về, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nó là một cái loại hương liệu hoặc thuốc lá nào đó. Thì qua các cái cơ sở người ta pha chế và người ta bán cho khách để sử dụng. Và sử dụng thì có thể sử dụng ở trong các cái trong nhà hoặc là ngoài vỉa hè. Hải phương Hàng Buồm thì là một cái địa bàn có cái tuyến phố đi bộ, nên có cái hoạt động kinh doanh ngoài vỉa hè. Nên là cái việc hoạt động công khai ở ngoài vỉa hè là có xảy ra. Nhưng trong công tác thì cũng có những cái khó khăn trong cái việc quản lý nhà nước, nhưng công tác xử lý. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi về cái xử lý cái này thì chủ yếu là tập trung vào xử lý về cái việc vi phạm về trật tự đô thị, chỉ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè lòng đường và có kèm theo cái hút xì xa này. Còn về cái xử lý về cái việc hút xì xa thì chúng tôi cũng chưa có cái chế tài để xử lý về cái việc này. Thì về cái kiến nghị của chúng tôi thì cũng đề nghị là các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như cơ quan chuyên ngành về y tế đưa ra những cái tiêu chuẩn, những cái khuyến cáo mang tính chất công khai để tác động cũng như là tuyên truyền đối với người dân để người ta hiểu về cái tác dụng, tác lợi hại của cái hút xì xa này. Để tìm hiểu rõ về nguồn gốc của loại thuốc xì xa này, phóng viên đã liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội, nhưng đơn vị này từ chối trả lời với lý do chưa ghi nhận xử lý được lô hàng thuốc xì xa nào nhập khẩu qua đường chính ngạch vào Hà Nội. Trước những thông tin này, dư luận không khỏi lo lắng về tình trạng si sa được sử dụng tràn lan như hiện nay. Liệu những loại thuốc si sa này có tác hại như thế nào đối với cơ thể con người? Pháp Lập Plus sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo về vụ việc này tới độc giả.